Online thế đó. Ngủ đây ngủ qua đi. Lúc Đã thấy ai cũng rất là sốt sắng. ok đó, hy vọng là học online học qua học trực tiếp cho nó khỏe. Học online quánh lên trời ơi, chờ cô hỏi quánh lên cho nó nghe 18 năm anh hùng. Nhưng mà ngồi bấm cái điện thoại chọc chọc cái chữ này cái chữ kia nữa đó. Trời đất ơi. Rồi cái gì gửi lên đi, không đáng nương dựa thì sao? Sao mới từng ngồi đi từng này lại đụng rồi. Em đẹp là chuyện bình thường thôi nè. Thì còn đánh lên nha. Từ dưới bên trái thì đánh lên nhảy rồi. Không biết nói là nhảy rồi. Đang lăn. Đang lăn lá. Tôi gán quýnh nhà con cho nó hoàn thiện luôn, để thôi chứ có người khác xen vô nữa trở thành là cuộc tình tay ba luôn. Không nghe, không nghe, tao sẽ đáng tỉnh táo như hôm kia. Thôi được chưa, chị đáng chơi được chưa? Ghê chứ em nhường nè. Em nhường cho chị đó chứ. Okay. Ê chị cho em suy nghĩ nó cái này mệt lắm. Em con cá bình bình cái thằng già cả. Không không, tao không nói gì nữa. Trời, bữa nay người ta bữa lượng giá thành công mỹ mãn lắm nha. Người dự dông phát gì nó biết luôn. Mất mất cái tôi nói gì à? Trời ơi, bất ngờ ghê. Người ta biết mất sao rồi. Cũng biết mất rồi. Rồi ta lựa đối tượng không mất không. Mày không mất đại trà, bây giờ mất đại trà luôn rồi đó. Giờ ai mất cái trường này. Chị đâu có thật với nó đâu. Alo nha. Thầy kéo trong lúc mọi người suy nghĩ, thầy kéo lên phút trên đây cho con chụp lại cái. Ủa, vẫn chưa có kéo. Kéo cái câu hỏi. Ok, chờ một xíu. Ông Tư này nghe sắp lịch rồi cũng đang mấy bé mới sợ nghỉ hết đó nha. Thầy Tư không giữ quá mà. Đó, câu hỏi. Cái gì mới chị được cái con quỷ? Cái hiền như tôi á, bả vậy. Trời. Đó vậy, chứ nó có cái ra chấm rám rồi đâu. Cười xỉu hà. Không thèm nói luôn á. Câu trước hả thầy? Ừ. Chế không thèm nói luôn. Câu trước nữa. Ừ. Câu này bảo câu. Đâu á? Ở trên đó. Chút đó. Thành chút mình đó. Ok. Đủ rồi đúng không? Nhưng mà thì chị trả lời đóng thêm đóng câu hỏi chuyện đặt kẻ dưới kìa. Bây giờ có người tới giữ ta lại luôn thì sao đây? Dù ta không muốn ra lắm đó, nhưng mà dường như là không thể. Dòng ta chịu nặng ân tình, ta nên làm gì khi đó? Đó là nếu ta đã cố gắng hết sức rồi quá chán nản với sự trầm mê tiến bộ của mình và có ý định bỏ cuộc. Ngon không giờ thì à Duyên Hải chắc là không có cái việc nên giảm được lắm đi rồi à chưa xuất hiện. Ai dùm ơn còn tỉnh táo nhắn cho nó đi, hoặc là em cứ click vô copy cái mã đó, em dán vô, nếu như em click vô liên không được. Nãy tôi nói cái gì vậy? Thôi không đâu. À nhớ rồi, tôi đang đọc câu hỏi của Hồ Trương.
Nếu đã ra được rồi mà còn lấn cấn muốn quay lại, còn ai ở đó cản ta hay là ta phải tự làm lấy, có cách nào tối ưu nhất? Đi ra rồi cũng quay trở lại, biết dính vào và chịu ảnh hưởng. Đậu nghĩ vô đường nghiệp mỗi đứa mỗi khác, bởi mãnh lực của trùng dụng nhiên là không tốt nhưng vẫn còn dính vào vậy thì đó có trường hợp nào vẫn cần ở lại trong đó không? Khi đó cái nào tốt cái nào không tốt, cái đáng cái nào không đáng, cái này là mình đang trả lời cho em rồi đó. Ta ra được mắt lưới của trùng dụng viên này nhưng chưa chắc gì đã không rớt vào mắt khác hay là sai vào cái lưới của trùng dụng viên khác, và cần chuẩn bị gì bây giờ? Ở là những cái câu mà tự vấn đó, chứ không phải tự vấn nha. Thì đây có phân tích cái giải đáp đấy. Thì cái chỗ mà đó, nơi nếu mà nó là cái đáng nương dựa đó thì ta phải làm như trên. Nếu mà nó đáng nương dựa thì ta phải làm như trên. Nhưng nếu như mà nó không có đáng nương dựa thì ta phải làm sao đây? Gì đó à, ta còn ướt ớt đó, cho nên nó là ta cần phải có cái sự nương dựa để mà cố gắng. Có nghĩa là rồi hả? Dạ. Rồi hả? Không, mình không rồi. Mình chưa bằng mặt cái bài nó mang lên, nó vô điểm chi được. Vô rồi mà hình như vô rồi. Dạ, vô rồi. Rớt và xa là hai trạng thái khác nhau. Người con trả lời luôn đi tiếp. Sẽ có khánh nhập thôi. Ngân chuyện. Cái câu mà con nói hai ý ba ý, ba muốn chụp ý gì của con đó, mình trả lời luôn đi. Nếu con sợ người ta trả lời không có đủ đó, trả lời luôn cho nó đủ nè. Sử em mới đi con. Nhà tự xử đi cho nó dễ. Cười. Ừ đúng rồi, mình hỏi rồi mình trả lời đó con. Từ từ em mới chịu chết đi chứ con ngồi đây nghe nó con giảng. Mình tự hỏi ra cái mình tự trả lời chứ mình chờ cái trả lời gì nữa. Thì mình chờ cái trả lời là lúc đó là mình đã rớt được trùng dụng như này đó. Với cái thú quen mình chờ đợi đó. Cho nên suy nghĩ đi, chớ có mà trùng dụng. Cái gì có câu trả lời nào không, cái gì gửi là từ từ đi, đừng chờ đợi. Cái suy nghĩ cướp nhặt của người khác thì rất là nhanh, nhưng mà đó cũng chỉ là của người khác mà thôi. Mình coi vốn liếng của mình được nhiều rồi mình mới tham muốn người ta nổi. Mình có một mà người ta đưa 10, mình tham không nổi rồi ăn cái đó mắc cổ chết. Mình ta có 9 rồi, cái người ta cho một nữa cái 10 như vậy đó, thì nó phát triển một cách tốt đẹp. Mình quý vị nhớ.
Ok. Vì mỗi ngày chọn những loại khác nhau. Chứ sẽ cả tuần tôi uống loại này mà tôi nhận thấy hết. Giờ tôi kinh nghiệm là tôi làm rất là loãng. Như vậy đỡ ngán hơn. Tôi có nhận hết chưa? Chứ không giống như bộ ăn dặm nữa. Rồi cuối cùng bạn em đã cũng vô được. Chúc mừng. Bạn đã làm bài đi con. Rồi, chúc mừng bạn nên sau quá trình dằn vặt với cái điện thoại thì cũng đã vào được. Rồi vào giờ làm bài. Rồi, sau khi đã động não rất nhiều, có biết như chắc chắn là neuron thần kinh để vô được bây giờ lại tiếp tục thao tốn neuron cũng tiếp tục nữa. Rồi nếu như cái trường dụng viên đó không có đáng, cái này không đáng như dựa đó, thì như vậy làm sao bây giờ? Đó là một cái nơi đáng nương dựa mà mình còn phải đưa đó mất thời gian thôi, là mình còn phải đi nhặt giúp bạn nữa chứ, phải không? Chứ mình nương hoài bỏ giúp bạn thì ai nhả đó, mình có chỗ đáng nương mà mình còn nương chút thì thôi cho tới nhặt giúp bạn rồi thôi. Vậy thì cái chỗ mà nó không có đáng nương luôn đó thì mình phải sống sao đây? Khi mình giống như ban đầu thì nói đó là không đứt nương bỏ này chứ rồi đâu đấy, sao bỏ được? Chứ bây giờ mình bỏ chuyện nhau về nước là chiếu mình. Hiểu không? Ừ. Không phải mình muốn là được. Cái nước mình phải chứa nó cả nước máu ở. Bên như cái nhà vậy đó mình ơi. Cái nước mình bỏ là được. Không nói chuyện mà bỏ chứ thì bỏ. Không có chuyện gì, gì đơn giản dễ dễ ăn gì đâu. Dễ ăn gì thì chuột nè. Không hết rồi. Chuột thì mình đã đi rồi đó mọi người. Có. Nhưng mà vẫn nên đóng cửa cái phòng này nha. Hôm nay học có thấy mẹ lui tới chắc là đi kiếm bạn tình rồi. Tự nhiên bạn tình kia đã đi mất tiếng gọi con tim đó nè. Bạn kia mình đã tiễn dông ra ngoài hồ rồi. Chắc đi ra ngoài tập bè tập lũ rồi. Ngoại thì hơn, có nhiều quán nhậu nhắc bày lúc đóng vậy không? Ôi trời ơi. Con cũng nói vậy đó. Hai người nói nghĩa gì? Nó đi được thì nó sẽ về được. Nói thăm đi nào hạnh phúc mừng nơi đây. Đi luôn đi. Đừng có về nữa. Đó thì trong cái trường hợp mà không có đáng nương dựa như vậy đó, mình trùng dụng cái thứ mà không có đáng được nương dựa đó thì làm sao đây? À, nhiều quá à. Tự nhiên quý vị còn là người bình thường đó, tự quý vị sẽ còn á. Vì quý vị còn trùng dụng cái chuyện mà ăn ngủ không? Quý vị có bỏ được đâu. Ngày ăn cử vẫn vợ uống sữa à, không bỏ được đâu à, vợ con nước dừa vẫn còn sinh dưỡng á, những thứ mà nó không có đá như nào luôn vẫn còn nước dừa đó. Vậy thì sao trả cái nước đó? Ví dụ đó mình biết đó, ví dụ chị Nam nó te tua tơi tả cái gướng vậy đó, để đem cái hình tàu lao dài các kiểu lùm ra hết. Cái lương quá thôi. Nhưng mà bây giờ sao thì không sử dụng được sao giờ? Ê, vừa nghỉ học hả? Không. Ồ. Sống trong giang hồ đó chị đó. Không bắt được chị. Thì là làm sao giờ? Cái gì mới trả lời một cái thú tình đạt lý đó chị đó. Không. Chứ không phải nói ui không đáng gì bỏ đi, không dễ bỏ đi đâu. Bạn lớn được rồi cũng như vậy, ở gia đình cũng như vậy đó Quỳnh. Ở dù không có đáng nương dựa đó, người đó đâu phải nhắn lúc cho mình biết như vậy đâu. Đừng có người đó nó hay đánh nương dựa rồi chỗ này, thù thắng đó. Không đáng nương dựa này nó lại chia ra đó. Nãy giờ tôi nói là làm cái gì đó nhận ra hai chi, nó sẽ chia chưa? Một với một. Không đáng nương dựa nó có hai loại đó. Bây giờ nó gợi ý gì đó mà quay qua lại cũng không ai bắt được ý đó hả? Bỏ được không bỏ được. Ừ. Cái trường hợp thứ nhất là đáng nương dựa nhưng mà bỏ thoải mái
Nếu bỏ bỏ à, không sao hết. Trường hợp thứ hai, không đáng như dựa nhưng không bỏ được. Không có bỏ được là phải xử khác à. Ví dụ là nãy Tùng mới nói đó, là không có bỏ được. Cái đó là không bỏ được, nó gồm luôn các cái phần là chưa bỏ được. Hiểu không, hiểu không? Tưởng tượng nó chưa, cái hư mục nó chạy lên đầu rồi ghe chưa, nó chia xe xe tạc là hai bên xe tạc là vậy đó, chạy như là dịch ăn bên đồng vậy đó. Ừ, không nói lương dựa mà không thể bỏ được. Mới nói trên cái nhà đó, mới nói trên mình giữ dục đó. Nó bao nhiêu thứ nữa mà. Và bao nhiêu những thói hư tật xấu của quý vị và các bạn đấy, có đáng lương dựa không? Không. Bỏ được chưa? Đâu á. Nhìn đi. Ủa, thấy cái cảnh đó mới là cái thứ đó. Cái chi mà không đáng lương dựa đó, mà không bỏ được và chưa bỏ được đó, là cái mà quý vị rất cần. Chứ không phải cái đám mây trên. Cái đám mây trên là rất chi dễ dàng, dễ ăn lắm. Nhưng cái thằng này nó có ăn, có nước, có nhà. Thì nó lại là tiền khiên tật đố của mình rồi. Hiểu không? Hiểu không cái vụ? Ok cười dối. Trả lời đi. Cũng hợp lý. Mình cũng hơi suy nghĩ thêm cho đến khi nó gõ về. Bỏ có cho cái này chưa? Không biết ổn chưa? Nghĩ là ba mấy khi ta thì đó là kể được em nào đó thôi. Thú vị đó. Gì đó. Mẹ thích mèo. Con phải không, phải không? Mẹ thích mèo. Con thích gì? Mẹ thích con mèo. Nghe danh nè. Mẹ thích con mèo, con thích con chó, ba thích con hồ ly tinh. Cho nên gia đình tăng giả. Nó nói gì đó. Nhà mình cũng thấy thương gì đâu. Nó cũng thấy tạo sao á. Tâm một con một cúc. Nó có con cũng mới ta lớn một đường tương lai rộng mở. Trời ơi, một bớt thương rồi đó. Vậy đó hả? Dạ. Một bớt thương rồi đó. Một vết thương lòng ai chịu không? Những cái hình tháng cho em nhớ em dữ lắm. Thay đổi nhiều lắm. Ừ. Nghe thôi. Đời như cánh chim bay ngàn kia. Như ly vây đắng. Nguyện đi một đường. Rồi con chưa chút thôi. Giờ con. Vậy bây giờ con chưa bốn hả? Đúng rồi. Một cái một không đáng như dựa tiêu cực chỉ tiêu. Một cái nhiều người không đáng như dựa tiêu cực chỉ tiêu. Và đáng như dựa nhưng bỏ được. Và không đáng như dựa nhưng không thể bỏ được. Nói gì không hiểu. Chắc chị gửi luôn. Không có. Không theo kể. Cái dạng ấy mới gửi cái dạng ấy thôi. Chứ cái ruộng chưa có. Có rồi chị. Nó gửi cho con tự chơi nè. Chị tu cái gì? Chị không? Chị nhớ cách về nha. Nhớ rồi mà. Rồi bạn ấy gửi là bệnh nên đang phải chạy. Ông nhìn thấy để mấy ngày mà đâu ai nhắn hỏi gì đâu.
nay ngày mới thứ ba. Ban cái ban tiểu học và trung học cơ sở xong rồi, tôi có cần họp gì nữa đúng không? Là tôi còn chống cái tiết đó, mấy cái phòng ban khác á, bên nào còn cần đó thì hót đi nghe cái tiết đó, tôi chống đó. Còn ban sinh viên nè. À, còn ban sinh viên nè. Ok. Rồi vậy cũng ơi, ban sinh viên chống hết không? Viên hai rồi đó. Ban sinh viên đó của mình tôi á. Ban sinh viên. Đâu có sinh viên gì mà. Sinh viên mà bà là quản lý chính thôi. Mỗi lần đó là không nhớ để coi. Ừ, hé, con sinh viên là có bên bà hả? Thì bo bên bên kia rồi. Phải không hay giống như giống nổi á. Không sao, có thầy Dũng, có gì cứ hú ạ. Đưa cái xe lít của tôi đi kìa. Bây giờ có thời gian vậy. Anh đi đi đời rồi. Đúng là không còn đi trên con đường. Nếu có cái bộ móng rất là dữ dội nha. Nhìn cho nhìn tới đâu mà nó đau tới đó. Nhanh ghê. Thì bình thường thôi. Giống như ông tiệc khu đó. Nhảy lên tỉnh tỉnh ăn mừng lên đó. Trời ơi, ông Gotama ông chết rồi. Khỏe rồi, nay mình không phải tu nữa, bởi mà ông la hoài mệt. Rồi ai trả lời chưa? Gửi lên, gửi lên, gửi lên. Tí xong chưa? Cái nó chấm trên cái gì? Nó có làm
đang không đáng nguyên giữa đó cơ, ở trên là đáng nguyên giữa đó, đáng nguyên giữa mình mới suy xét đồ. Rồi nội tại rồi nội tại sao, thứ nhất là gì, bỏ được mà không đáng nguyên giữa, mà có cái tánh xấu nào của mình đó mà bỏ được không đáng nguyên giữa thì sao, thì bỏ liền, chơi giỡn quá, bỏ liền, còn hỏi suy nghĩ nữa, vậy bỏ liền. Rồi nếu mà được thì chạy rồi cũng phải nhìn lại, nghĩ lại cái là gì, rút nghiệm để mà còn đi bỏ cái khác nữa. Tôi đã bệnh người ta như mẹ rồi. Nó hướng nội tại. Dễ không? Ngoại tại. Bỏ được. Bỏ được chưa? Bỏ được chưa? Ngoại tại. Trời trời, không ai biết hết trơn luôn. Ngoại tại mà bỏ được sao? Đây, một người hay là nhiều người đó thì bỏ được sao? Nhiều người sao? Nhiều người mình ở lại nha. Bỏ từ từ nha. Trời đất ơi, Chúa mẹ ơi, đã không đáng nương dựa, bỏ được luôn rồi thì bỏ mẹ đi, còn bỏ từ từ gì nữa ông nội. Còn liền vui ơi, phải bỏ liền thì bỏ liền, nó cứ bỏ từ từ bỏ đi. Mấy bé múc nước cho hết luôn đi chị. Rồi bỏ liền rồi làm gì nữa, gì nữa, quán xét năng lực tự thân. Xem giúp được ai trong đó thì giúp, không được thì lo mà tránh xa dùm một cái. Đó. Rồi tiếp tục cũng là rút kinh nghiệm để không bị như vậy nữa nha. Ok. Đó là nội tại đó, cộng với ngoại tại đó của cái hạng một, bỏ mọi đường được, nếu mà bỏ được đó thì gì đó. Rồi không bỏ được, chưa bỏ được, nhưng mà chưa bỏ được trở lại, cũng sao, chia hai là nội tại và ngoại tại. Rồi nội tại thì chưa bỏ được thì sao? Tôi nói là phải nhận biết nó đáng dựa là chuyển hay là cái đó qua rồi, cái đó là mình đã biết rồi, vì bỏ cái đó ra đi, đó là khẩu hiệu con chào đó, mình đã biết là nó không đáng dựa rồi. Nội tại là những cái tấm đó từ một khi bố rồi cho mình đó, làm sao Thank you.
xét các thứ không đáng nương dựa, đó thứ nào là bệnh nhẹ nhất để mà làm gì chữa trước, tức là bỏ trước hay là tập bỏ trước. Hiểu không? Mình không mất căn cứ cho cái này phải giúp mình bỏ trước thì mình mới dễ. Cái hại nhất của mình đó mà mình bỏ không được thì sao bỏ? Thì phải là mình cứ bỏ cái gì mà mình có thể bỏ chứ, chứ không phải là cái gì mà nó hại mà mình bỏ không được thì cũng như khóc, mình cứ bỏ bỏ không được. Vậy thì cứ coi cho tất cả những cái thứ bệnh đó, bệnh nào là cái bệnh nhẹ nhất mà có thể chữa trước được thì đè nó bị chữa trước. Đã không đáng nương dựa mà chưa có bỏ ngỏ được. Nói chưa như chưa? Rồi đó, phân tích thêm cái chỗ mà lợi nói đó, sao mình không lựa cái nào mà nó hại nhất cho mình bỏ trước, mà mình đi lựa cái nhẹ nhất. Tôi trả lời gì được chưa? Ai chưa rõ, chưa hiểu, phân tích thêm với đó đi. Tôi nghĩ là quý vị cũng còn lớn cánh của đó. Trên đầu tôi cứ lướt qua hết, đặt đầu tiên người này tôi sẽ nghĩ gì về tôi sẽ người nghĩ gì cái người này nghĩ gì người này nghĩ gì nghĩ gì vậy tôi à cái người này lắm nè lắm cấm tôi quay trở lại đó ra nó vậy đó dạy nó làm gì đó nó trả lời cái ký đó được rõ ràng cơ. Bây giờ mấy cái xấu xa đó, mấy cái đáng ghê tởm ghê gớm rồi kia nọ đó là không đáng được nguyên dỗ, mà xấu hại ghê gớm đó là mới nhiễm mà nó xấu đến vậy thôi, không lắm rồi nó đã phải chém xá. Cứ quan tâm chuyện nặng nhẹ, cứ quan tâm là nó đâu qua bao lâu, nó không nó đâu qua bao lâu rồi nó mới nặng được vậy, chứ nó mới nhiễm vô sao mà nặng được vậy. Quý vị nhớ là cái quy luật để mà sửa một cái tấm đó không, mình đưa vô nó mất n nào thời gian thì mình phải chấp nhận là 2 n nào thời gian để mình lấy nó ra, chứ đâu mà đầu vô nhảy vô làm bực bực nó liền được chứ trời, làm như thấm không bằng như nghe Đức Phật nói câu kinh giác ngộ, chỉ có về chùa thấy cái gì ngộ ngộ giác gì á, hiểu không? Đó là lý do sao mà tôi không đưa cái độc hại nặng nề xấu xa bị ẩu hạ lưu đê tiện gì đó đem lên đầu, là tại vì nếu như mà quý vị có cái đó thì quý vị đâu rước vô đây được, nó đi nhẹ từ chỗ ấy. Nghĩa là cái xấu xa bị ẩu hạ lưu đê tiện gì mà quý vị đang nghĩ trong đầu đó, tức là nó nặng hơn cái thằng nhẹ này thôi, chứ không phải là đến độ không thể chấp nhận được mà còn ở đó. Hiểu không? Không thể chấp nhận được người ta đá các bạn ra mắt mẹ rồi hay còn chừa các bạn lợi cho có các bạn ngồi đó bằng lửa ta đâu, bằng lửa chính mình nữa. Hiểu chưa? Ừ, cho nên đó là cái mà bạn không xác định được cái vị trí tâm thế của mình. Ổn được đó chưa? Ổn chưa? Nhưng mà mình vẫn có thể làm xong xong được mà. Ví dụ mình có ngàn cái xấu thì mình từng cái vậy rồi. Mình phải suy xét trên những cái nào nó phù hợp cùng nhóm với nhau đó. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà mình tham á, mình làm cái bài á, cuối cùng không có gì được. Không có gì được.
cho nên cái gì xong làm cho nó xong. Rồi bắt đầu tới thằng khác, gom cả đám làm không được nào hết, rồi tốn vốn, mất vốn luôn, khổ gì buồn. Hiểu chưa? Vậy đó có hai cái rồi, tôi là năng lực mình tới đâu. Đúng. Cái thứ hai là cái vấn đề, những cái vấn đề mình đang gặp phải. Rồi lấy cái vấn đề nhất, dễ nhất ra của trước. Khi mà quý vị sửa được rồi, quý vị mới có niềm tin là tôi có thể sửa được. Còn mà đúng cái khó nhất. Đèn có để sửa sẽ hoàn xuống những hồi chén rồi. Vậy là ta sẽ sinh ra nhầm một ngôi sao xấu. Thôi khỏi sửa. Nghe rồi đó, rồi đó, tới lúc đó là rồi đó. Thôi bye bye nhé. Hiểu chưa? Để cho phải lửa nha. Mà các bạn phải đặt cái vấn đề gì nè, nó không khó á. Bạn đặt vấn đề nó giờ chú vô lắc léo. Tôi đặt muốn để lắc léo mà bạn đặt, tôi đặt cho bạn sẽ dễ biết. Bây giờ cái tánh nào nó cũng xấu như nhau, mà nó nặng như nhau. Lấy cái nhà ta sao? Cái tánh nào nó không xấu mà nó nặng như nhau. Thì xấu mà nhiều nặng như nhau. Thì xấu mà nhiều nặng. Không có thằng nào nhẹ nhất để mà lựa sữa. Thằng nhẹ nhất là đem ra công thức một hồi nó cũng xấu là nó cũng nặng như nhau. Hiểu không? Thì chọn đại một trong mấy cái đó rồi sửa. Đâu có chọn đại. Chọn đại là sai rồi. Chọn đại là chết liền. Nếu mà nãy mình dựa trên tiêu chí là cái nào nhẹ nhất. Nó giống nhau mà. Thì cái này mình sẽ dựa trên cái tiêu chí. Không, nó giống nhau là nó giống nhau về độ nặng, độ xấu. Dựa cái thời gian. Thời gian, ok, một tiêu chí, thời gian quân tập. Cái lựa một trong những cái tiêu chí, đó là thời gian quân tập. Cái lựa cái nào mà nó dễ làm mình đi bụi nhất. Ghi đi quý vị, ghi đi nghe, cái đó quan trọng cho quý vị đó. Sao có dưa được không? Thầy mở cái ngoặc nhỏ ra chỗ này. Bé xuống, bé xuống, bé xuống, bé xuống, bé xuống. Này nếu quá gì? Đáp nào cũng xấu, cũng nặng như nhau, chứ không có cái nào nhẹ. Thì mình sao bây giờ? Đó, lựa cái mà thời gian quân tập ngắn. Gì nữa? Còn nữa chưa? Nhiều nữa chưa? Nó có một yếu tố nhiều xíu rồi. Tôi chỉ có một chút xíu thôi. Gì nữa? Tức là cái nào mà nó nặng rồi, cái nào mà nó bắt động liền á. Còn tôi á là tôi lựa cái thằng nào mà nó dễ làm tôi bị chết nhiều nhất, sửa nó trước để mà tôi chết rồi tôi làm gì tôi sửa mấy thằng khác nữa. Nó là cái tiêu chí thứ hai theo khi xếp thời gian quân tập, nó là cái chi cho nó chữ bị bự và tỷ thì cận mà không nhìn thấy. Cái thứ hai, thứ mà là mình đoạn mạng. Thế điểm yếu của mình đó, cái năm đó các bạn. Thứ mà làm mình đoạn mạng đó là phải là lấy cái đó ra. Còn nữa rất là quan trọng luôn. Cái này là cái mà quý vị đang có đó, quý vị không có xài được đó. Là quý vị phí lắm. Nhưng mà con thì sẽ không có những cái lực đời. Để nó có một cái đoạn mạng nó có. Ừ, cái quan trọng là gãy cái quan cuộc đời của con, cái đó là đoạn mạng của con người. Còn nữa cái trả lời cái chính xác thụ giỏi 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 quá cho chị học rõ luôn cái trả lời đó cái trả lời nha thầy nhá, để mình vui dễ. Trời ơi, cái rất là quan trọng luôn đó là cái mà hội chúng xung quanh có thể giúp mình được.
Trời ơi, rồi cái đó mà mình không đem ra lúc mà người ta còn đó để mà người ta giúp nha, tới lúc mà mình chờ người ta mất mẹ chết rụi tình hèn đó, mình đem ra rồi đó ngồi đó khóc luôn. Cái hội chứng xung quanh có thể giúp mình được, nó rất là quan trọng như đó. Mình nhân cái câu hỏi bự ra, câu hỏi nhỏ rồi nó nằm trong câu hỏi bự đó. Cái thời gian tu tập ngắn ấy, thì rõ ràng là nó đã nhẹ hơn mấy cái kia rồi chưa, chắc còn ví dụ nó mới tập giết người cách đây có 1 năm với cái chuyện mà nó tập ăn trộm nó 5 năm nay thì con nghĩ nên đi xử thằng nào chứ. Ừ, hiểu chưa? Vậy thì phải rất là từng đồng đo đếm và cái gì này đó. Vậy thì có người người ta sẽ ưu tiên cái thời gian tu, có người người ta ưu tiên cái đoạn mạng, có người người ta ưu tiên cái hậu chúng có thể giúp đỡ. Mỗi người sẽ có cái phong cách khác nhau đó, người ta lựa chọn cách khác nhau, hiểu không? Ví dụ như cái người mà người ta thấy cái nội lực người ta yếu á thì người ta chọn cái thứ ba để mà được, được giúp. À, cái người á mà người ta thấy là người ta phải sống chứ đã rồi nói gì nói thì người ta chọn thứ hai, hiểu không? Mỗi người sẽ có cái phong cách lựa chọn khác nhau như vậy đó. Dẫu chọn cái gì thì nó cũng vậy đó. Biết kết hợp ba cái thì nó tốt. Quá tốt, tức là nếu như có một cái chuyện nào đó mà nó có thỏa mãn được ba cái này luôn thì tuyệt vời. Chỉ sợ cái là có những cái chuyện mà nó không thỏa mãn được cả ba, cái này chỉ gọi một hoặc là hai thôi, cũng thường đồng bộ biến lắm á. Chứ mình chọn cái này xong cái sao chưa xử được những gã mẹ. Sao một ly đi mình dặn con cái này nó vi tế lắm, đi vô trong cái đời sống nội tâm tinh thần đó của con người đó, cái mình nó bị tổn hết. Cái là mình học cách sống không hết chứ cái gì hết đó, cách sống hay là mình lựa mình cái chính mình không hết đó, mà phải phân tích cái sâu sắc như vậy đó. Mà quá xét cái thứ không đáng luôn vừa đó là bệnh nhẹ nhất nhưng mà chữa trước rồi gì nữa không để chúng tôi gọi được đó. Cái kia quán xét lấy cái thằng dữ nhất ra đi chữa rồi thì sao nữa tiếp theo đó là gì? Phật. Chữa là đi tiến hành chữa rồi chứ, tức là cái bài chữa trước đó là cái tiến hành chữa rồi đó, là tập rồi cho các kiểu luôn rồi đó nha. Rồi nghiên cứu à, mình không có làm không xong nhưng mình phải làm không xong, mình không có làm song song nhưng mình phải làm song song. Là làm một cái mà nó có nhiều cái nha. Thành thử luôn đến sự cái này cái sự cái khác luôn. Tức là cái mà quý vị đang chú tâm vô để chữa đó là cái mà nhẹ đó là cho nó hoàn chỉnh. Vậy thì cái nặng nó chết rụi luôn. Tại vì trong khi đó quý vị chữa cái nhẹ là cái nặng nó vẫn diễn tiến. Đồng ý không? Mà cái nặng mà nó làm cho quý vị xa đọa mệnh chung luôn đó là đi bụi luôn rồi. Cái con cọp con hổ đâu mà chữa cái gì chưa chữa không nó mỉnh mạnh rồi. Vậy thì cái bước thứ hai trong cái này là cái gì? Quán xét thứ nào làm ta đọa tức thì đi giảm nó xuống rồi để đâu? Cho tăng trưởng thiền
chứ chưa phải là sửa được. Hiểu không? Kèm hãm nó chứ. Đúng rồi, kèm hãm nó lại. Nhưng mà nó tiếp nữa là mình mệt, mình đi luôn, mình mệt liền. Là mình không có cơ hội mà chữa thằng nhẹ chưa nữa, chưa chữa nhẹ chưa xong nó ngủng mẹ rồi. Mấy gì đó. Vì thì cái thứ mà làm cho xã đội tức thì đó là phải đi giảm nó xuống liền. Thứ gì làm cho xã đội tức thì? Thứ gì làm cho xã đội tức thì? Vô tiếp tục lại chuyện nhỏ. Thứ gì làm cho xã hội tức thì? Chứ nó ở với mình là sao? Chứ nó là gì nó là nó sợ. Nó đâu có sợ gì đâu hả? Nó thích thích rồi lại nó tán vô mặt lọc gì đó. Trời đó. Nó thích cái dạng gì đó. Hiểu không? Ồ, mấy đứa đó, mấy đứa ghê lắm, mấy đứa thích cái gì một hết. Áo đường nào khác.
là cái nhất định nữa vậy, làm gì còn có cơ hội để mình vượt lên được. Không có tin vào trong nghiệp quả đó là mình giới thiệu sự nhất định. Rồi tin vào cái gì nữa, bùa mê bối toán này kia kia nọ đó, đó đó là cái nhất định nữa. Có trẻ làm tốt thì không lo, làm tốt cho tối ngày rồi lại con thì bói, thì bùa, thì pháp, thì số, thì đủ các kiểu hết trơn vậy đó, mà thầy tu cũng coi, hiểu không? Tại chỉ nhất định đó là đi luôn, lộn bùa luôn, ngồi thầy tu thì được, thầy tu chẳng xí, thì tu bên sau cũng giới hạn rồi đó, đi vô tôi, giới hạn đó, đi giao tạ kiếm, rồi cái nhất định rồi đi, đi luôn. Ui tùm lắm hết trơn, ui gì ơi, tại cái nhất định nó ghê lắm. Hiểu chưa? Rồi, nó là quán chép. Cái thứ mà trả lỗi tức thì đó, thì phải giảm nó xuống à, rồi để đó, không có cho nó tăng trưởng thêm. Chứ không phải là chữa được nó đâu. Để đó, là mà chữa từ từ, mà nó bự lắm. Rồi gì nữa? Đối với cái nội tại chưa bỏ được, nội tại chưa bỏ được gì đó, nội tại chưa bỏ được gì đó. Làm gì nữa, đi làm cát vậy. Ừ, thì các thiện sự khác hoặc cái thành tâm, tức là những cái thiện sự này nó không liên quan tới cái chuyện mà đi chữa cái thằng mẹ kia, hiểu không? Nói ví dụ như đó là mình có cái bệnh nó dối hay dối người ta dễ đi vui vậy thôi đó, chứ không dạng gì khác đó, đó để nó nhẹ ra sửa đi, mà đang đi sửa cái đó nói là làm bước một. Bước hai là quán xét cái gì mà nó nặng của mình đó, mình sắp xa đỏ đó, ngưng lại. Rồi cái thứ ba đó là gì, đi làm các cái việc thiện để mà nó trổ quả sớm, câu xanh mình lên những việc thiện lành, rồi các việc thiện khác để nhận quả sớm, câu xanh việc thiện. Rồi, nó là nội tại. Còn ngoại tại, ngoại tại làm gì? Gia đình của mình cũng tốt hơn. Ngoại tại chỉ là gia đình, làng xóm láng giềng, chúng anh chị em bạn bè chị chúc luôn nè, đó là ngoại tại hết á. Nghiệp có chút là nhé nhé nó dài nè. Có người đi đâu anh xa lánh. Tới cái thời thấy là chỗ nghiệp. Chỗ quá. Rồi ngoại tại. Ngoại tại cái gì đây? Nội tại mà chưa bỏ được nè, làm gì? Thấy cho cuộc sống mình được sống, ai có thể ai đỡ giúp mình giúp cho người đó. Cảm ơn tấm lòng Bồ Tát của bạn. Đầu tiên là giữ mình, giữ mình mà không có lo, mà lo giúp người khác mà ngựa dễ sợ vậy đó. Trời ơi, đang sống ở trong một cái chỗ mà nó không đáng, mà nó còn chưa bỏ được nữa mà không lo giữ mình. Rồi, nhưng tao nghĩ lắm lạc rồi đó. Không tưởng hả? Cái gì đó, giúp ba, giúp anh, giúp anh, cuối cùng đi luôn. Bạn bè, giúp hết trơn đó, đâu giúp cái đâu. Giúp nó.
không biết giữ mình. Này ta gọi là yếu rồi, đặt ra gió. Gió luôn, phải cho mình mạnh lắm đó. Nhịp nó quật, nhịp nó tới đi đó. Nhịp tới khó mà cả. Giữ mình nha. Nhịp tới cả mình. Cho được gì? Cho được yên ổn. Đừng bị quấy nhiễu bởi bà ma ngoại đạo. Bởi nghe các thứ trùng dụng của ngoại tại. Rồi cái thứ hai, giữ người sạch sẽ trong nơi ăn uống. Chuyển đổi từ từ, chuyển đổi từ từ. Chữ quấy như chữ A hả? Chữ quấy như chữ A. Chuyển đổi từ từ hoặc là chuyển khỏi môi trường đó, hoặc là chuyển đổi các yếu tố trong môi trường đó, trong môi trường đó. Hiểu không? Ví dụ như cái mà mình chuyển, mình đổi được môi trường được thì sao? Mình chuyển đổi từ từ, dọn nhà từ từ đó con. Mình dọn hổ từ từ. Vô nam khách ít đi, mời khách ít đi, mốt khách ít đi. Từ từ mình đi được hả? Mình sẽ cái đùng cái đi được, sao đi được? Đó, dọn hổ từ từ. Rồi á, nếu như mà chuyển thôi, chuyển được. Rồi cái nhà mình là mình dọn ra. Dọn như chuồng heo hả? Thì dọn như phòng. Thì đâu có làm yếu tố được kia được. Làm yếu tố thứ hai là chuyển đổi từ từ các yếu tố trong cái môi trường đó. Nếu không, ví dụ như nó sai 100 đi, cái mình sửa 0.1. Cái mơ mình sửa 0.1. Bữa sau mình sửa 0.05. Tại bữa đó mình mệt. Đó, cái bữa sau đó mình lên 0.06 vậy đó. Thấy không? Từ từ chuyển đổi môi trường nó từ từ. Thì mình sửa được cái trùng dụng ngoại tại đó, đừng có cho nó ta vào lên mà. Hiểu không vợ? Rồi gì nữa? Sử dụng môi trường ngoại tại để bổ túc ba la là mở, chứ phải ba la làng đâu nha. Sử dụng môi trường ngoại tại để bổ túc ba la mật cho hạnh nguyện của mình tròn đủ. Cái ai có cái đó thì lựa cái đó, là không có thì thôi. Đó, hết câu hỏi. Vừa một bài đó rồi. Hết một buổi. Chỉ trả lời câu hỏi. Nửa câu hỏi. Rồi, còn lại mấy câu hỏi cuối. Mấy câu hỏi của chung ký để sao sự tiếp. Đó là quý vị thấy học cái gì thì nó cũng khác mà, chứ đâu có Mỹ đâu mà sợ. Đi xuống dưới rớt cái đường ở trên. Nói ta cái này cái gì cũng có cái nghiệp. Tại vì nó chuyên gia nhảy nó nghiệp. Rồi ok thôi, nên như thôi nghỉ. Mỗi cổ quá, mắt nó thằng mỗi cổ một gương. Rồi bye bye quý vị nha. Phần mới người lợi lạc. Nhớ nha, hành việc thiện nha, bố thí tu tiến tu giới nha. Bye bye. Cúng dữ lắm đó, gán nha. Bye bye. Rồi, bà lên tiếng. Bố thí là để biết là không hết. Đúng rồi đó mọi người ơi. Nó gán thức rồi, chứ nó không có gán nhớ bài. Không,
từ từ thầy. Rồi từ từ ha, rồi thôi cứ từ từ chữa được cái nhỏ chứ. Mai đi học đúng giờ đó nha. Mai nhớ đi học đúng giờ. Dễ dàng có học được đúng nào đó. Chưa từ từ để báo, không báo cái ngày mai con mất học thể dục trên trường rồi. Có học online được không? Mai học thể dục rồi hả? Cái gì? Dạ. Mai bị đụng rồi đột xuất hay sao? Dạ, trường mới đổi lịch. Đụng đụng tiết khác không con? Sao sao con? Rồi, có gì thì giờ để con sao? Làm hai mai dạ. Còn biết chuyện để ba đứa ba đi đồ. Để ngơ, để ngơ. 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 Để